Bây giờ xin mời bà con mình nghe tiếp tập thứ hai của Bay theo cánh vịt trời của tác giả Phan Nhật Bắc. Trời vừa hừng sáng, Nam đèn máy, đàn vịt nghe tiếng kèn tung cánh. Con AK khỏe lại, bay lên dẫn đầu, bay về hướng Tây Bắc. Mây trắng bay nhẹ, tai Nam đụng vào những cụm mây bay gần. Tiếng động cơ nhẹ nhàng đẩy chiếc tàu lượn nhanh theo cơn gió phía sau lưng thổi đến. Ôi, bay trên mây nhìn xuống cánh rừng trùng điệp, nếu rơi vào đó không biết đâu mà lần. Úc đất và rừng hoang sơ 60% chưa khai thác, dân cư sống ven biển, bay cắt ngang nước Úc bằng tàu lượn khá mạo hiểm, chỉ có những tên ngông mới chơi. Nam mất 2 ký chỉ trong 4 ngày, bụng thóp lại, hắn nhắc thêm 2 lít xăng phụ sau ghế ngồi buộc thật chặt bằng dây có ngầm, dục cho các courier. Hắn linh cảm mình sẽ cần đến 2 lít xăng phụ này. Mấy con vịt trời chúng phải ra, ăn no, ngủ, rồi bay. Thỉnh thoảng, Nam check lại tín hiệu microchip mỗi con. Chỉ cần bấm vào nút thì tụi nó sẽ biết ngay, tiện lợi. Bầu trời nắng đẹp từ xa, Nam đã thấy tinh tinh lấy phản chiếu ánh sáng từ mặt nước. Chỉ 20 phút bay là đến. Khô cổ, uống một ngụm nước, rồi kéo phẹt ma tuê ra xả lù. Nước đáy bị dội ngược vào đùi, ướt mẹ cái quần đã mấy ngày không giặt. Nam nhớ lại mình bay nhất y nhất quẩn, đằng về trời hạ cao độ đáp xuống Tinh Tinh Lách. Nơi này có một nông trại của thổ dân trồng thông ba lá, chẳng ai để ý một ông mít cùng đàn vịt đáp xuống. Đám vịt của Nam nhập bọn với đám vịt trời nơi hồ Tinh Tinh dễ dàng. Nam tắt máy đi về hướng nông trại, mua thêm xăng nếu được, còn không nghỉ ngơi, bay tiếp đến Mungo National Park, nghỉ đêm rồi tính. Hay ông Út thổ dân, không thân thiện lắm, chắc họ chưa bao giờ thấy ông mít nơi đây. Một ông cầm cây súng săn như phòng thủ, Nam đưa 2 tay nói, tao muốn mua vài lít xăng. No, chúng tao không có xăng, chỉ có dòng diesel không dùng cho máy xăng. Cần xăng mày phải bay về nơi đó. Ông thổ dân chỉ tay về hướng Mungo. Nam không nói gì thêm, thanks, rồi quay về bờ hồ. Bóp kèn, nổ máy, cất cánh tiếp. Đám vịt trời bay lên, có vài con nhập bọn. Không biết vịt của Nam nói gì đó mà 4 con bay theo. Chắc là mê gái. 4 anh được rượu vịt trời, trai mới lớn, mê lẩu, nhưng con AK nó không cho nhập đàn. Con này, ghê thật. Nó là xếp chánh, xếp phụ là M16. Bay theo một lát, 4 con vịt tách bay, thì 2 con đại bàng xuất hiện. Sẽ đội hành đàn vịt trời, tóm gọn 2 con bay phía sau. Tiếng vịt kêu thất thanh, chúng tản ra bay vòng, rồi tấn công vào 2 con đại bàng, cứu nguy 2 con khác vừa tách đàn. Nam đảo tay lái bay vòng xua 2 con đại bàng, đã nhả 2 con vịt trời của hồ Tinh Tinh. Chúng sợ và bay về hướng cánh rừng. 4 con vịt trời bay ngược về nơi chúng ở. Đàn vịt trời của Nam tiếp tục bay, gom đội hành tiến về hướng Tây Bắc. 4 giờ nữa sẽ đến nơi. Nam bay thông dong. 2 giờ chiều đáp xuống Mungo National Park thì bị cảnh sát đến hỏi thăm sức khỏe ngay. Đàn vịt đã ăn lành trên mặt nước. Cái hồ rộng mênh mông, Nam chưa kịp cột dây thì 2 ông cảnh sát đen như cột nhà cháy, đầu vồ trắng rộng giống người tiền sử đi lại. Hai chạy đi, mày từ đâu bay cái này đến mặt, nó có phải là cái máy bay không? Tao thấy giống con chim. Có giấy tờ chủ quyền con chim này không? Đưa bằng lái con chim này cho tao xem. Yes sir, có ngay. Tao học cả ngàn giờ bay con chim này chứ bộ. Nam nổ như lựu đạn. 2 ông Út đen cảnh sát không biết có đọc được tiếng Anh hay không mà lò mò rồi phán một câu. Tao câu lưu mày lại để điều tra về mấy cái giấy này, ok? Tạm thời mày không được về con chim. Tao tháo bình ắc quy ra. Hey, cha nội, officer. Không động đến tài sản công dân khi chưa có lệnh toàn ngang 2 ông. Tôi phản đối. Tôi luật lệ đầy mình. Tôi là luật sư à ngang. Mày làm ở đâu? Có gì chứng minh không? Qua chưa mấy cha. Nam móc bóp thêm cái cạc của ông luật sư cùng hộ Phan đưa ra nói. Tao là luật sư tòa thượng thẩm. 2 ông lạng quạng qua chừng tôi. Đoàn hù của Nam có tác dụng. 2 ông cảnh sát xuống giọng. Tôi mày dài đồng gần đây. Đi bộ một chút. Tao điện xem 2 cái giấy mày đưa ra thiệt hay giả. Chết mẹ, không biết ông bạn Thom gửi cho mình giấy thiệt hay ông tự làm,
rồi lấy 200 đô, cậy cứ đi theo về đồng. Hai ông cảnh sát thổ dân phone đâu đó rất lâu rồi nói, tao hỏi nơi loan, nơi cấp giấy bằng lái lượng và nơi cấp giấy an toàn bay liên bang không có tên mày trong computer. Tạm giữ mày lại đêm nay, cấm mày bay ngang chưa, mày tính. Ông nhốt tôi khi chưa có lệnh tòa hả? Chọc mày tự do đi lại vui chơi. Mày chờ thú y đến xem mấy con vịt trời của mày có bị bệnh cúm gà không. Cứ an tâm đi, tạm thời tao giữ bằng lái con chim này, điều tra thêm. Nam bối rối, không ngờ lại rắc rối nơi này. Phân về cho vợ và Lê Phong, nói đang kẹt tại Mongo Park, vì giấy tờ mai mới biết. Thôi, dù đó ăn đêm đi, nếu bằng lái thật thì ok, chẳng có gì lo, còn giả thì tìm cách chuồn ngay. Ok, để tao phone cho ông Tom ở luôn ngay. Nam phone cho ông Tom. Bố, Nam đây, con đang kẹt tại Mongo National Park. Cái bằng lái mua 200 đô la thật không vậy? Thật, đừng có lo. Nhưng giấy an toàn, bay tao không có biết. Chắc giả, bạn tao nói đâu còn làm nơi trạm an toàn không lâu nữa. Mộ nội mày, chậu sớm ngày mai đi. Trời, ông Út già này chơi ác thiệt, lặng quặng bị nhốt rồi ra tòa nơi này phê lắm. Cả đêm Nam không chợp mắt lo lắng. Cái bằng tàu bay lượn được trả lại, còn giấy phép an toàn bay bị giữ. Mẹ, mai giọt sớm, ngủ được một giấc nơi đồn cảnh sát. Chỉ có một ông cảnh sát gác đêm. Ông ta ngáy như sấm. Nam thức dậy lén mở cửa, chụp luôn cái giấy an toàn bay kẹp trong xếp hồ sơ để trên bàn, vọt lẹ ra đường. Chạy về bờ hồ, xăng đầy đủ, đề máy bóp kèn gọi đàn vịt trời lúc 6 giờ sáng, bay tuốt lên mây. Ai đâu mà ngăn lại. Vài tiếng nữa vào không phận Queensland là ok, Lê Phong sẽ dẫn đường. Hơi lạnh của bầu trời mang hơi hám của nước, chắc bão sắp đến. Mở radio nghe thời tiết, có một cơn giông sắp đến trên vùng ranh giới. Đàn vịt trời rối loạn đội hình, chúng lôi về phía sau tàu lượn tránh gió. Trên đầu Nam, tầng mây đen thui kéo đến. Nam than, bão chết mẹ, bên dưới chỉ thấy mặt đất lờ mờ, cánh tàu chao đảo. Gió mạnh kéo về, mây đen cuồn cuộn, tiếng rít ghê rợn quật đôi cánh như chiếc thuyền trên biển, nhồi lên tụt xuống. Nam quay ra sau tìm đàn vịt trời, chúng biến mất trong đám mây. Một cơn gió lạnh đẩy tàu lượn lên cao rồi nhấn nó xuống, quay ngang cánh quạt như dừng quay. Nam mất phương hướng, đầu óc quay cuồng như say rượu. Hắn ói hết đồ ăn sáng, ngục lặng trong đám mây đen, sấm chớp đùng đùng. Thôi, mình bỏ mạng nơi đây. Cái máy định vị GPS không còn thấy độ cao và phương hướng tốc độ, rối loạn. Hắn ngất, lơi đôi tay khỏi cần lái, chiếc tàu lượn tự do bay theo cơn lốc. Nam nghe mình như rơi vào chiều thứ tư của không gian, vì điểm đánh hiện ra trước mắt. Đàn chim đã xuống thấp, nó như miếng giấy gấp lại, đem bày vịt trời từ đông sang tây, như người ta gấp tờ giấy điểm A và B lại với nhau. Con kiến chỉ cần bỏ một chân sang là đi cả ngàn dặm. Không gian chiều thứ tư là như vậy. Đám mây sáng lòa rồi đỏ như máu. Nam chợt tỉnh, dường như có ai đó dội nước vào mặt hắn. Chụp vội tay lái tàu lượn. Trước mắt hắn đàn vịt trời thấy một lỗ hổng chân mây. Chúng bay vào nhưng thiếu một con. A ca! Nam quýnh quán nhìn vào đám mây đen nghịch gọi lớn. Gió đã bớt. Mây đen bắt đầu ít đi từ sau lưng con AK, trắng tung đôi cánh, chắc đã mệt bay về phía nam. Hắn đưa tay ra chụp lấy, nhét vào ngực. Con AK trung lập cập dường như nó sợ. Ok, ok, mình an toàn rồi AK. AK sống rồi, chiếc tàu lượn bị cơn bão đẩy đi về phía cực bắc. Tiết kiệm hơn một ngày bay, ghê thật. Mở máy liên lạc với Lê Phong, mọi chuyện vượt qua cơn bão, hắn thở hắt ra. Mẹ, mày làm tao lo quá. Gần đến rồi, cứ tàn tàn hai ngày nữa tao đón mày ở điểm C trong bản đồ, ok? Đến bây giờ, đường bay đã đảo lộn. Những điểm dự tính đáp đã qua đi khá xa. Nam đành bay theo GPS. Chết sâu về hướng bắc gần biển hơn. Ít hồ nhưng nhiều sông rạch. Và vài con đường đất đỏ phía dưới cánh. Cùng xác những chiếc xe chết máy bỏ lại rất nhiều. Thấp thoáng dưới ánh nắng cháy da là quốc lộ 39. Vắng hoe, ít xe. Con đường này Nam đã nhiều lần đi qua với thằng con ngồi phía sau, đơn độc chạy một mình hơn 20 năm trước. Trên tuyến đường này có một trạm xăng của một người Úc và cô vợ người Việt.
Ba, sao chạy hoài chưa tới chỗ câu cá hả ba? Con mỏi đít quá. Ông nhóc ngồi lâu trong cái ghế dành cho con nít hỏi nam. Sắp tới rồi con, đến cây xăng mình kiếm đồ ăn rồi nghỉ ngơi, ba và con đá banh nha. Nam tấp vào cây xăng đổ xăng rồi chạy ra bãi đậu, dẫn thằng con vào mua chip và gà nướng. Khách cũng lai rai, đa số xe truck liên bang. Thì gặp ông nhảy dù giờ thứ 25 phát mực lái xe truck liên bang, đang đấu tiếng mít với người đàn bà nơi cái bàn cuối phòng. Ê, cha con mày lạc đâu vào nơi này? Nghe nói vợ mày nó cho mày ve rồi hả? Mày đã lấy vợ trẻ nó cấm sừng mày là phải. Ê, stop cái mồm mày lại ngang chưa? Tao đấm cho một cái bây giờ. Người đàn bà đứng lên chiên chip cho thằng bé rồi hỏi. Anh uống cà phê phin nhé. Ok. Mang ra bàn bên kia tôi muốn ngồi một mình. Nam không muốn ngồi chung với thằng bạn đi chung một ghe nhiều chuyện. Tiếng xe truck nổ, phát mực vẫy tay không nói một lời. Hai người thanh niên tị nạn gặp nhau chỉ một cái vẫy tay rồi thôi. Nam uống cà phê xong ra xe lấy banh, hai cha con cùng đá banh, đẩy đôi chân hoạt động rồi đi tiếp. Vắng khách, người đàn bà Việt Nam đứng bên khung cửa nhìn ra, bốn người Việt, một người vừa tạm biệt, ba người còn lại trên một trạm xăng khá ngẫu nhiên. Nam chơi banh xong ra đề máy, bay cô gái còn trẻ chắc nhỏ hơn Nam vài tuổi, dân Nha Trang. Nàng nói với Nam lúc order chip cho thằng bé, vì hai cha con nói tiếng Việt. Chiếc xe không nổ máy, Nam lôi hoài hoài, chắc bơm xăng bị hư. Chết mẹ không lẽ nằm đường, cây xăng mở 24/24. Người đàn bà ca ngày, chồng làm ca đêm. Xe anh bị hư rồi, thôi chờ đó để em gọi RCQ đến sửa, nhưng mắc lắm vì khá sai ép quỵt. Tôi nghĩ bơm xăng hư, gạt là không có bơm xe cua nên bó tay luôn. Cô ở đợi giùm tôi ngay, họ đêm nay đến được không? Trễ lắm là ngày mai, để tôi nói chồng tôi đến lấy. Ông làm ca tối thay tôi, nhưng 8 giờ tối ông mới ra, nhà tôi cách đây 50 cây số. Hai cha con anh mệt nghỉ tại căn phòng vãng lai của tài xế xe truck, có nước ấm đầy đủ, chỉ trả lệ phí nhỏ mà thôi. Thôi, chúng tôi ngủ trong xe cũng được. Tôi mở ghế lô bơm xăng ra, xem part number cô mua giùm tôi nha. Nam mở ghế sau, lô cá bơm xăng chỉ trong 20 phút. Người đàn bà ngạc nhiên thích thú nói, anh là thợ máy. Dạ. Lôi bơm xăng, Nam thử với bình ắc quy nó im ru. Khi bơm xăng bị hư thì cầu chì bơm xăng sẽ bị cháy. Nam lôi cầu chì ra thay cái khác một cách chuyên nghiệp. Người đàn bà vô tình đứng gần Nam, thằng bé đang chơi banh, nơi góc sân. Mái tóc nàng bay nhẹ vào mặt hắn một tiếng nói trong hơi thở. Anh hay thật, cánh môi của bông hoa lạc loài đang chờ. Không chịu nổi, hắn đang vả lắm. Tiếng phone reo, nàng buông ra chạy vào trạm xăng. Phẹt mơ tuya quần nàng còn đang mở cửa và tay Nam trống vắng, hắn thở dài. Nam bừng tỉnh, thoát ra cơn mê về dĩ vãng. Khi làn gió mang hơi nước ập vào mặt, đàn vịt trời bay nhịp nhàng. Nam theo sau, bình xăng đã xuống phân nửa, phải tìm nơi đáp thôi. Xem lại GPS, hắn mở máy cho tọa độ, Lê Phong nói. Hướng 19, 15, một cái hồ có nông trại, mày đạp xuống đó. Coi chừng, nếu thấy không an toàn, mày bay tiếp thêm một tiếng có một làng thổ dân, ok. Nam đạo cánh hạ cao độ đáp xuống một bãi cỏ dài, trồng đầy cúc gai, dùng làm thuốc mát gan. Tiếng Anh gọi là tư siêu. Đám vịt trời xuống theo, nhào xuống cái đầm nước dùng để tưới cây. Nam chưa vội đi vào, hắn lấy cái ống dòm nhìn vào nông trại vắng người không có ai. Cẩn thận, Nam nhét khẩu phle vào bụng và hai viên đạn. Đi vào căn nhà kho không chần chừ, nhìn hết nhà kho có mấy can xăng, Nam lên tiếng. Có ai không? Thì có một tiếng rên của con chó đâu đó, chắc nó bị bệnh hay bị gì đó. Nam đi về phía sau, con chó đang nằm thoi thóp, chắc nó đói lâu rồi, chủ không cho ăn. Thôi cho mấy lít xăng, Nam chạy ra đầy máy gọi đàn vịt bay luôn, hú hồn. Trên cao nhìn xuống, Nam thấy có một chiếc xe ô tô loại nhỏ đang chạy về hướng nông trại có con chó bị đói. Cũng may, mình hên. Bầu trời trong xanh, đàn vịt trời đảo cánh. Khi chúng thấy cánh đồng lúa, xanh lon, bạc ngàn. Nơi này là nơi trồng lúa lớn nhất của Úc. Họ đang hợp tác với Cộng sản Việt Nam, gây một giống lúa, jasmine, nàng hương, để cung cấp cho thị trường Úc rẻ hơn gạo Thái Lan.
mà bọn con buôn tàu tăng giá kinh khủng. Đàn vịt trời đã đáp xuống một cái ao vừa đủ tầm cho Nam đáp xuống và bay lên. Trời đã về chiều, có lẽ phải ngủ đêm tại khu nông trại này thôi. Vừa tắt máy, Nam cọc chiếc tàu lượn nơi gốc cây cuối bờ hồ, thì có nhóm người đi lại. Khi họ thấy tàu lượn xuất hiện tha hương ngậu cố tri. Bốn người đầu đen đến gần Nam, chợt nói tiếng Việt. Hắn ngập ngừng muốn lắc đầu vì đám người này nói toàn giọng Bắc. Có một khứa lão nhìn rất ngầu và cô gái trông rất quen. Chết mẹ, con nhỏ Lan, con ông bộ đội Việt Cộng mà hắn chơi con nhỏ xong chạy làng luôn lúc ở Long Thành. Ông khứa lão nhìn Nam lom lom. Nam lắc đầu, tính về lại chiếc tàu lượn với đàn vịt, thì người thiếu phụ tóc đã ho râm lên tiếng. Tôi thấy anh quen quen, rất quen. What? Nam làm bộ không hiểu. Mấy chục năm rồi, khứa lão Việt Cộng nhìn Nam soi mói rồi bắt đầu nói tiếng Việt. Bố thấy thằng này quen lắm, nhưng không biết gặp ở đâu. Lăng cũng nói, dạ bố, giống giống cái anh ảnh dụ con rồi ảnh chạy làng đó bố. Mà ông này không biết tiếng Việt. Một thanh niên hỏi Nam bằng tiếng Anh. Ông cần chúng tôi giúp gì không? Tôi là kỹ sư nông nghiệp từ Việt Nam sang đây làm nơi nông trại này. Nam nói, tôi chỉ cần nghỉ qua đêm và mua xăng, nếu cậu giúp được, vì xăng đã sắp cạn, không đủ để bay tiếp đến điểm hẹn. Đang nói thì thằng khỉ gió phong lên máy. Roger, Roger, mày nghe không? Đang ở đâu? Tiếng phong gió băng lên từ cái máy liên lạc tầm xa nồng nột. Nam không biết làm sao đành bấm bụng trả lời. Chết tao rồi phong gió, người xưa mắt như con dao cạo nhìn tao, chờ tao lên máy, ok. Anh chạy đằng trời hả Nam? Phải anh không? Nhận đi. Ê, mày là thằng Ngụy ở Phước Tân chạy làng, hôm nay mày tới số. Nói xong, khứa lão cựu bộ đội trung đoàn 64, giờ cũng 74 tuổi cầm khúc cây đi lại. Nói đi, lưới trời lồng lộng, chạy đâu cho khỏi. Từ từ mà bố để cho tôi tỏ đôi lời. Chính anh rồi. Nói xong người đàn bà phi thân tới giáng một đòn sấm sét vào Nam, hắn lách sang một bên rồi nói. Ê ê, chớ có đánh bậy hàng ngát, chuyện đâu còn có đó. Mà sao mấy người có mặt nơi xứ tư bản dĩ chết này chứ? Ngoại già mẹ làm gì mà nhẵn lên thế? Chú này là ai? Mấy người biết nhau hả? Thôi về nhà nói chuyện. Thằng nhóc nói. Trao cho đàn vịt ăn lúa nhé. Không tốn hao gì đâu, có 15 con thôi, ít lắm. 15 con vịt trời nhào sang cánh đồng lúa đang chín rực dưới nắng chiều như một đại dương màu vàng. Gió lùa những ngọn lúa nhấp nhô, Nam đi theo về căn nhà gỗ thông cách đó không xa. Họ chính là ông cụ bộ đội năm xưa đã từng đánh trạc ly thuộc trung đoàn 64 của quốc Di Tiến, sau này là tướng nổi danh tại mặt trận Tây Nam đánh Pol Pot. Nam bình tĩnh nói hết chuyện của mình cho ông Việt Cộng cùng cô con gái của ông và thằng cháu ngoại nghe. Lan nghe xong nói, thằng nhỏ nó là giọt máu của anh đó, anh muốn nhìn con hay không tùy anh. Trời, thiệt hay không đây, chết tôi. Nam nhìn thằng nhỏ giống thằng Hắc Long thì nhiều, không lẽ thằng Hắc Long thêm tay thêm chân? Có gì phải làm xét nghiệm DNA, tôi mới tin. Bây giờ gặp nhau nơi cánh đồng lúa xanh lon này à, ông cũng là nghiệp chướng. Tạm thời như vậy đi. Tạm thời như vậy đi mẹ, chuyện giống chim bao quá. Thời buổi này mọi chuyện cần phải có bằng chứng. Thằng nhóc đã trưởng thành, nói năng đàng hoàng. Chúng tôi được công ty lúa gạo Sunrise Úc ký hợp đồng sang đây, lo việc trồng gạo Jasmine. Trong 3 năm họ sẽ lo việc hưởng quy chế thường trú tôi và bố tôi sang đây diễn du lịch. Lan nói, em đã có chồng nhưng chia tay lâu lắm rồi, có thêm một đứa con gái đang ở Phước Tân. Anh bỏ em đi, rồi ông Vinh Hắc Long cũng đi luôn sau đó. Em ra Phan Thiết với cái bầu tâm sự khóc với ba anh. Ông nói, con ơi, nó như con chim con cá bay lội mất rồi. Bố đã nói rồi, mày tên mấy thằng Ngụy nát đời hoa con ơi. Mà mày đâu có nghe, bây giờ gặp nhau nơi này, mày làm gì nó đây? Quan gia tường báo, Nam thở dài, nhìn thằng con trai, hy vọng nó là con của thằng Hắc Long. Mẹ nó quánh trạng sao mà giống như khung. Đêm xuống, ánh trăng vừa nhú từ phương đông, chưa vượt qua rừng thông trước mặt. Ánh đèn bên trong hắt ra vàng vọt, Lan chợt nhớ ngày xưa cách đây 30 mấy năm, rơi vào tay ông Ngụy. Những cú hút ngược trong làng nước ấm giờ đây hai người gặp nhau như chuyện huyền thoại. Ông Ngụy từ trên trời bước xuống một bước trần gian như trong phim. Khi nhớ đến ông Hắc Long lúc nàng khóc vì Nam bỏ mình vượt biên,
Ông Hắc Long an ủi nàng nơi bờ suối rồi ôm nàng luôn. Khao khát trống vắng trong cơn hấn tình nó đòi hỏi rạo rực. Rồi ông Hắc Long đè nàng ra bờ suối. Ông tràn mình trên thân thể nàng. Tràn mình đến đâu lan công người đến đó. Rồi Hắc Long chiếm mục tiêu sau cùng. Nam kể hết đoạn đường mà hắn đã trải qua từ cuối năm 1977. Nổi gian truân trên đất Úc. Vầng trăng đã chết bóng. Mây trắng bằng bạc trôi như cuộc đời con người. Ông bộ đội già nghe xong chắc lưỡi. Thôi thế này nhé, gặp lại anh là vui rồi. Anh nhận lại thằng cu nhé, tội nghiệp nó không có cha. Anh phải có trách nhiệm nhé. Chúng tôi về lại Việt Nam, lâu lâu anh à, lái chiếc máy lượn này lên thăm nó nhé. Nam nghe xong kêu trời. Bố đâu có được bay cả tuần mới tới đây đó. Nam không ngờ mọi chuyện lại đến như trong giấc mơ và cũng đúng thôi. Họ như ma xó, bây giờ ra đường lạ. Gặp họ chán mớ đời, mẹ họ cứ nói là đu càng rồi tụi nó cũng đi theo. Ai đu tôi đu theo, bây giờ là chân lý. Thằng cu tên Toàn, sinh năm 1978. Nam chắc chắn là con của thằng cha Hắc Long, mà cũng có thể con mình thôi. Hạ Hồi phân giải, lấy mẫu tóc nó về làm DNA là biết rõ con của ai. Đúng là nghiệp chướng dưới vòi sen. Tội nghiệp nó, đâu có đứa nào muốn sinh ra mà không cha. Sáng, Nam cất cánh bay tiếp đoạn đường còn lại, bay về trời no nê. Bên bờ hồ, ông cụ bộ đội và Lan cùng đứa con trai vẫy tay rồi nhỏ dần. Nam lơ nhẹ chân ga, chờ con AK nó bay hơi chậm. Cánh đồng lúa Sunrise mờ dần. Phòng gió, tàu cất cánh hướng về 12 giờ. 15, ok, nghe trả lời. Ok, cứ bay và giữ liên lạc mỗi 30 phút, tao đang chuẩn bị ra phi trường đón vợ mày. Ok, 5 trên 5 ông bạn. Trận mưa bất chợt kéo đến, mây đen vần vũ, đàn vịt bay là đà xuống một thung lũng rồi chúng đáp xuống hết. Nam ướt nhẹp, bộ quần áo chống mưa thấm lạnh vì nước len vào. Hắn đáp đại xuống cánh đồng cạn đầy nước, cuồn cuộn từ trên con dốc chạy về. Trời đã về chiều, bình xăng cạn hơn phân nửa. Mục tiêu kế đến. Còn 400 cây số, từ trên cao, Nam thấy một con sông uốn khúc, quanh một hoang đảo lớn, đồng cỏ ngút ngàn. Cho máy chạy, Nam lần mò ra nhánh sông, đàn vịt lội theo khi mưa bớt rơi nặng hạt. Lạnh và đói, Nam mở máy liên lạc với Phong, nói cho hắn biết địa điểm và con sông, nếu có gì thì hắn biết. Nam cho chiếc tàu lượn vào khúc rạch nhỏ, tìm củi đốt sưởi ấm, đàn vịt trời tự kiếm ăn nơi khúc sông. Thì nghe tiếng cano chạy về hướng đông. Nam sợ tụi bảo vệ tài nguyên bắt đàn vịt và không cho mình bay nốt đoạn đường còn lại. Một chiếc cano sân xanh rêu như quân đội vụt ngang qua rồi tấp vào một gành đá. Nam đưa ống dòm lên nhìn về hướng hai người đàn ông họ vội vã đi lên bờ. Không biết như thế nào, Nam không dám lên tiếng. Hắn mang theo bờ đá đến gần nấp trong một bụi rậm thì nghe tiếng họ liên lạc với ai đó. 20 phút nữa họ sẽ đến, một người nói với đồng bọn. Nam lo lắng, bọn này đang chờ ai đó giao hàng. Chết mẹ, mình không thể biến ra khỏi nơi con sông này, nếu chúng phát giác sẽ giết mình ngay. Bây giờ phải mò vào chiếc cano, ăn cắp xăng. Nam quay ngược về tàu lượn lấy thùng xăng, đập tắt lửa rồi đến gần nơi chiếc cano quan sát, xem còn có ai không. Hai người đàn ông lên bờ đi về phía cánh đồng gom củi đốt lên. Nam vội xuống chiếc cano, rút ống dẫn xăng rút đầy bình xăng 10 lít, rồi vội vã quay về. Đồng hồ đã 8 giờ tối, Nam vội đánh tín hiệu cho Phong Gió, là bọn chuyển ma túy bằng phi cơ, xong tắt CB. Hắn lại lộn về hướng hai người đàn ông đang đốt lửa làm dấu cho phi cơ đáp. Mẹ, thả chiếc cano cho nó trôi. Nam đi về chiếc cano, mở dây cột. Chiếc cano theo dòng nước trôi ra giữa con sông. Thì trên trời có tiếng phi cơ loại nhỏ Cessna, thường dùng để xịt thuốc nơi farm. Chiếc phi cơ đảo một vòng rồi đáp xuống cánh đồng đã có những đốm lửa làm dấu. Hai người đàn ông chạy đến, trên phi cơ thả xuống một thùng gì đó, rồi họ vội vàng cất cánh. Nam không dám nán lại thêm, chạy nhanh về hướng tàu lượn cùng đàn vịt, di chuyển sâu thêm vào con rạch, nghe ngóng tình hình. Phong Gió nhận tín hiệu của Nam, hắn liền thông báo cho cảnh sát đặc nhiệm ngay, thì trên trời trực thăng cảnh sát xuất hiện,
Tiếng cano từ xa vang lại, nhộn nhịp trên khúc sông vắng. Hai tên đàn ông nhận hàng xong khiêng ra bờ sông, thì chiếc cano đã trôi rất xa. Một tên nhào xuống con sông lộ ra, chiếc cano đang trôi dật dờ vì nước đang lớn. Hắn đang loay hoay đè máy. Máy nổ, hắn vụt chạy về cuối con sông, thì trực thăng cảnh sát bay đến, đèn rọi sáng cả một góc sông. Cano cảnh sát chạy đến, họ quần nát khu rừng, lôi Nam ra với chiếc tàu lượn đang vịt nhốn nháo. Đám cảnh sát chụp Nam còng tay làm hắn không kịp phản ứng. Một nhóm cảnh sát trên trực thăng truy lùng tên còn lại trên hoang đảo. Một bao tang vật được cảnh sát khuân xuống cano cảnh sát. Bị còng tay đưa lên cano cảnh sát, Nam phân bua. Tôi là người gọi cho bạn tôi thông báo với các ông. Thả tôi ra, đừng có còng cho tôi liên lạc với bạn của tôi. Thôi, theo về đồng rồi tính. Còn đàn vịt của tôi và chiếc tàu lượn nữa mấy gia. Tôi ta bay từ Melbourne đến đây hơn nửa đoạn đường rồi. Ok sợ, khỏi lo, tất cả sẽ đem về đồng điều tra luôn. Cả đàn vịt không thiếu một con. Người sĩ quan chỉ huy cuộc bố ráp nói với Nam xong, ra lệnh cho thuộc cấp mở còng. Nam theo cảnh sát lên trực thăng, hai tên tội phạm đã bị tóm không đầy 20 phút gọn lẹ. Đúng là cảnh sát chuyên nghiệp. Nam lấy tay che khuôn mặt, sợ bị hai tên kia nhận diện. Cảnh sát vội đưa cho Nam một cái mũ len đã khoét sẵn hai con mắt và miệng Nam trùm vào. Chỉ 30 phút bay, đáp xuống Townsville. Nam được khuyên nên nghỉ ngơi, mai làm việc. Họ đã thông báo cho phong gió bạn Nam là mọi việc yên ổn. Bọn buôn hàng trắng bây giờ chuyển vào Úc bằng phi cơ loại Cessna nhẹ. Có khi cả ban ngày, lãnh thổ Úc quá rộng không kiểm soát hết. Dù rằng đã có satellite bao trùm vùng Bắc Úc, kéo dài đến Cairns. Nhưng những chiếc phi cơ nhỏ thường dùng cho công việc nông trại, bay là đà trên các cánh đồng qua mặt được hết các cơ quan bài trừ ma túy và tội phạm xuất phát từ Bali của Indonesia. Nam không ngủ được cả đêm, cho đến 3 giờ sáng mới ngủ được trong căn phòng trực của cảnh sát. Cho đến 7 giờ sáng họ đánh thức Nam dậy, ăn sáng với Kentucky và một ly cà phê nóng. Mà Nam không uống hơn 2 tuần kể từ khi phiêu lưu với đàn vịt trời. Mấy ông đem đàn vịt và tàu lượn của tôi về rồi chưa? Ok, xong rồi sơ, đang ở một cái hồ cách đây 10 cây số. Chúng tôi hỏi ông một vài điều, rồi ông bay tiếp. Bạn ông đã tường thuật cho chúng tôi biết về cuộc hành trình cho đàn vịt trời về miền đất hứa rồi. Hay lắm, ý tưởng tuyệt vời mà ông dựa vào cuốn phim mà đám con tôi rất thích. Trả lời vài câu hỏi chiếu lệ theo thủ tục. Nam không nhận tiền thưởng của cảnh sát với lô hàng 200 ký bạch phiến, chỉ yêu cầu đừng làm rùm beng. Tụi tội phạm biết Nam sẽ không yên. Ok sơ, hai thằng kia không biết gì vì đã bị bịt mắt nhắc tay khi lên máy bay. Chúng tôi biết mình phải làm gì để bảo vệ nhân chứng. Ông không phải ra tòa. Người phi công cảnh sát đêm qua tới tìm, Nam thông báo là Nam không được bay nữa. Chờ nhân viên không lưu đem người đến xem chiếc tàu lượn và bác sĩ thú y khám hết đàn vịt, xem có khỏe không và luôn cả hắn. Bà bác sĩ già hỏi Nam, ông có dùng thuốc gì hàng ngày không, như cao huyết áp, tiểu đường, tim mạch không? Không bà ơi, tôi mạnh khù, mới 60 mà. Ông trật quần ra tôi khám bên dưới. Trời ơi, tôi đâu có gian mai lậu mũ gì mà bà khám ác vậy bà. Đây là thủ tục thôi mà. Ông bay tàu lượn ngồi lâu, giấy nó không hoạt động bị bệnh đau tuyến tiền liệt đó. Nghe bà bác sĩ cỡ tuổi mình nói Nam chợt nhớ lại lúc mình mới qua đi bác sĩ Úc. Tên nàng là Elizabeth. Khám bệnh đau đầu thì bà bác sĩ còn trẻ lại khám cu. Rồi không rửa tay, mở hộp lấy 2 viên vitamin C bỏ vào miệng bà 1 viên Nam 1 viên. Rồi hẹn ngày tới khám nói là cu Nam có vấn đề. Bà bác sĩ lúc này lấy đôi kính cận ra lau cho sáng. Rồi cẩn thận nâng thằng cu của Nam lắc qua lắc lại. Tuổi 60 bó của Nam, nó cũng còn có thở lắm. Nghe hơi phụ nữ là nó bắt đầu lên vùng. Nam mần thinh nhắm mắt để cho bà làm gì thì làm. Xong màn khám bà phán một câu. Tim mày đập hơi nhanh, không bay được. Trời ơi, bác sĩ ơi, tôi còn 400 cây số nữa, bà phán như vậy chết tôi rồi. Ok, mày ký vào giấy này, tao không chịu trách nhiệm. Nếu mày chết, lên cơn đau tim. Nam vội sờ vào ba mạch thống quan sức của mình, nghe mạch hơi nhanh, đè xuống thì nó ngắt quãng, chứng tỏ tim có vấn đề nhẹ. Thôi bà cho tôi vài viên thuốc trợ tim tôi đem theo phòng hờ. Vào quân y viện Townsville, không có ai quen.
Thì thợ máy của cơ quan an toàn bay Hank Clyder cho bay tiếp. Hắn nhìn Nam hỏi, mày tự chế chiếc tàu lượn này, máy Kawasaki rất bền và mạnh hơn máy Honda. Yes sir, tôi đồng ý, nó đã bay trên 1.000 dặm chưa có vấn đề. Trời, đại dạy Khanh, thỉnh thoảng có gió mạnh nên bay dọc theo bờ biển, đừng vào sâu trong đất liền. Ok, chúc may mắn. Ông thợ máy song song cỡ tuổi Nam bắt tay. Nam ngủ lại đây một đêm nữa, sáng đi sớm, đằng về trời, no nê, mạnh khỏe. Con AK lớn thêm. Nó rất lanh và tỏ ra vô cùng khi trong bầy có con ganh ăn. Bây giờ con em 16 lép vế, bay Wing Command phía cánh trái. Con em 72 bay cánh phải. Ra phố đêm nay, thành phố về đêm nhộn nhịp miền nhiệt đới. Không y như Melbourne lạnh về đêm, ít ai muốn ra đường. Có một quán phở Sài Gòn nằm chen trong phố tàu sầm uất, nơi đường Flinders Street. Nam đi ngang, mùi phở tỏa ra thơm ngát, khách khá đông. Cuối góc còn trống một cái bàn chưa ai ngồi, Nam đi vào, len lỏi giữa đám khách Tây ồn ào. Anh là Việt Nam, một bà nửa chừng xuân, môi đỏ chóe hỏi. Nam chỉ gật đầu. Phía sau có một hàng hiên vắng, anh có thể ngồi ngoài đó yên lặng hơn. Anh ăn phở gì? À, tái nạm gầu, tô dừa thôi. Nam đi ra phía hông nhà hàng, một cái bàn bằng đá mát mẻ với cội thông già đã cắt cục ngọn. Phở rất ngon, do một đầu bếp nổi danh là phở tàu bay gì đó từ Sydney lên đây lập nghiệp. Người đàn bà đem phở ra rồi ngồi xuống nói. Nơi này chỉ duy nhất quán phở này là người Việt, còn bao nhiêu là tàu. Tôi cũng gặp nhiều người Việt đến đây, anh ăn ngon không? Ngọt tuyệt cú mèo. Anh nói giọng giống Phan Thiết nhưng pha trộn nhiều vùng khác. Nhưng cách ăn phở của anh nói nhiệt tình như dân nước mắm quê tôi. Chị nhìn đúng người. Nam chợt nói giọng Phan Thiết, người đàn bà bỗng cười ré lên như còi xe lửa ở ga Mường Máng. Xin lỗi anh, tôi vui quá khi nghe anh nói tiếng Phan Thiết. Trung đài, câu chuyện râm ran, bà này dân ngã tư quốc tế, ông chồng đến dù cũng vượt biên, nhưng không đi từ Phan Thiết mà đi từ Vũng Tàu, bị cướp biển. Họ chống cự và giết lại một tên cướp, bị nhà cầm quyền Thái nhốt một thời gian rất dài. Sau này hoàng gia Thái điều tra và ân xá. Bà nói chuyện huyên thuyên quên bán phở luôn, ông chồng rảnh cũng ra đấu hót. Nam từ giả bắt tay ông chồng, lính dù, mà Nam đã gặp đâu đó một lần trong cuộc đời. Chợt nhớ lại, ông này khi lữ đoàn ba dù lên công tâm, ông là lính dù bảo vệ bệnh xá dù trong sân bệnh viện hai dạ chiến. Chính ông này lôi nệm ra giao thông hào ngủ. Nam quay lại quán bà chủ quán ngạc nhiên. Có gì không anh, quên bóp hả? Bà vừa nói vừa cười. Không, tôi muốn hỏi chồng chỉ một chút. Ông chồng đang ngồi phì phà thuốc bên ngoài, đi vào dụi thuốc xuống lon cát. Nam hỏi ngay. Ông có phải là người năm 1972 giác nệm của bệnh viện hai dã chiến ra giao thông hào ngủ không? Ê trời ơi, sao ông biết? Chính tôi là người báo cáo ông lên bác sĩ dù, ông bị phạt quỳ gối nhớ không? Không ngờ gặp nhau tại đây, thôi ở lại chơi với tôi một đêm. Nam hơi chần chừ nói. Ok, nhưng mai ông phải chở tôi ra bờ sông sớm để tôi bay tiếp về Khanh. Nam kể sơ về câu chuyện già đàn vịt trời, mà không nhậu đêm nay hai ông già gặp nhau nói chuyện xưa. Đến câu chuyện cướp Thái Lan, ông chồng chặt lưỡi nói. Tôi là người cầm cái mác bén chặt thằng hải tặc Thái. Tụi Thái tính ghép tội cướp giết người, đám Thái trên chiếc ghe cướp, đồng loạt vu khống tụi tôi, cướp ghe và giết họ. Mình không thể bào chữa vì tụi nó năm người khai y hệt. Thì một quý nhân là bà đại sứ Hòa Lan Bùi Tuyết Hồng, nhờ hoàng gia Thái can thiệp nên tụi tôi thoát tù tội, có thể lên 30 năm hay tử hình. Mấy ông còn chống cự chứ ghe khác, nhiều đàn ông họ không có dám chống lại, chỉ nhắm mắt nhìn đàn bà bị hiếp. Mẹ, tụi tôi dân Phan Thiết mà, đâu có dừa, toàn là lính thứ dữ không hà, có mấy cha biệt kích và lôi hổ, và dù thì sợ gì ai. Thôi khuya rồi, hai ông đi ngủ, bà vợ từ trên lầu nói lớn. Nam được chỉ một căn phòng nhỏ gần phòng khách trên lầu. Đến 5 giờ sáng thì dậy khi gia chủ thức dậy nấu nồi súp. Ly cà phê cuối cùng do gia chủ pha trong một cái phim inox. Cà phê Trung Nguyên đó. Nam xin lỗi không uống loại cà phê Việt Nam này vì nó làm tim hắn đập nhanh, hồi hộp khó thở vì không quen. Xin cà phê bột mocha của Ý. Ông nhảy dù cười. Tôi uống loại này quen rồi, ghiền luôn. Xong ly cà phê tôi đưa ông ra bờ hồ bay tiếp, ông nhảy dù hát. Mình ba đứa hôm nay gặp nhau,
nâng ly cà phê toát mùi hương ngọt ngào. Chỉ có tôi và ông mà, đâu có ba đứa. Nam nói, thì vợ của tôi nữa, ba đứa Phan Thiết. Mà ông có về lại đó lần nào chưa? Chưa ông ơi, tôi không có muốn về, dù trong tôi dòng sông Cà Tây nó như ẩn hiện trong đầu. Về đi, trượt lắm, nó đã thay da đổi thịt như cô gái già tân trang díu mông, môi má rằng tàn diện hầm bà lằng không còn Phan Thiết của ông ngày xưa. Dòng sông của ông giờ nước dơ lắm, không dám tắm đâu. Năm từ giờ vợ chồng chủ quán phở ra bờ hồ cùng đàn vịt trời bay tiếp đoạn đường còn lại, đưa đàn vịt về nơi chúng sinh ra. Roger, Roger, phong gió lên máy. Tao nghe năm trên năm đang sửa soạn cất cánh về hướng 130, ok? Ok, còn 300 cây số nữa đến Fitzroy Island, mày đáp xuống con sông cũ nơi sáu cua, tụi tao chờ nơi đó. Hiền già đang trụ trì một thảo âm tu pháp môn hút cần. Đàn vịt trời tung cánh. Tụi nó dường như biết sắp về nơi chúng sinh ra, nên rất mừng, bay nhanh như bay đua với thời gian. Năm tăng tốc, gió ngược thổi làm khó thở, không có bình dưỡng khí khi bay qua vùng khí lột có thể làm mình ngất lắm. Hắn hạ thấp, độ cao xuống tầm 20 mét để dễ thở và bớt gió. Mây vẫn là đà bên trên đàn vịt. Đàn vịt bay chậm lại, con AK lộng về phía sau, nó lo lắng bay về Nam. Nam đưa tay ra bắt cho vào túi áo. Con em 16 thấy chân dẫn đầu, nó kêu lên một cách khoái chí. Con AK rút đầu vào nắp Nam. Khi cơn mưa bất chợt đổ ào lên như một thau nước đá lạnh buốt, Nam trao cánh xuống một cánh đồng lúa mì bao la. Mới bay được 70 cây số, rừng nước ngập mặn, nơi đảo Fitzroy còn khá xa. 330 cây số đường chim bay, phải 2-3 ngày nữa mới đến. Máy liên lạc vẫn hoạt động tốt. Đáp trên khu đất bằng phẳng, không một bóng người, xa xa là rừng Quên Diệp đang mù trong hơi nước. Nam đi tìm nơi để làm công chuyện tứ khoái, thì một bóng người bay là đà trên cánh đồng còn hơi nước. Nam nổi da gà, nín ỉa luôn. Mà, một đám thổ dân, chân không bén đất, họ đi trên ngọn lúa mạch tầng đàn. Họ dừng lại nhìn Nam, há những cái miệng đỏ như máu, nhắc Nam sợ quá thiếp đi. Nam bị bắt đem đến một cánh rừng, mổ bụng bằng xương trâu, nhồi một loại hoa gì đó rồi thọc một cái cây từ hậu môn xuyên qua cuốn họng lên đỉnh đầu, rồi đem đi quay như một con heo người. Nam ú ớ hét lên trong cơn mơ, thì trời bừng sáng, một ánh đèn pha chói lòa rọi vào mặt Nam. Hai ông Út đang hỏi Nam, mày từ đâu đến, có sao không, tại sao nằm nơi này, có phải chiếc tàu lượn và đàn dịch dưới ao là của mày? Nam tỉnh dậy gật đầu. Lúc này trời đã hết mưa, quang đãng trở lại. Hắn kể câu chuyện thấy ma cho hai người thổ dân nghe. Tụi tao gặp hoài, dùng đất này là cổ bộ lạc, rất đen di. Bị dân da trắng giết hết nên họ linh lắm. Tụi thấy họ mừng thịt tôi đem đi quay trên đống lửa. Hai ông Út đen cười ha ha. Tao muốn ăn thịt mày luôn. Nằm quẳng dưới coi chân chạy trối chết, về hướng chiếc tàu lượn. Hai ông thổ dân cười vang, họ không đuổi theo. Không biết người hai ma. Vì ánh đèn pin đã tắt. 5 giờ chiều, Nam không dám bay đêm. Nam đành trở lại tìm hai ông thổ dân. Họ đồng ý dẫn Nam về một khu làng nhỏ không xa lắm, mà Nam không thấy khi ở trên không vì trời mưa lớn. Nam xin trật thêm pin cho máy PC và mua xăng nơi này. Có một máy điện nhỏ và xăng được tiếp tế từ một trạm xăng cách đây gần 100 cây số. Làng vịt trời tự kiếm ăn trên cánh đồng lúa mì. Chúng tự tìm nơi an toàn ẩn nấp qua đêm, trong cái hồ không biết có cá sấu hay không. Mấy người thổ dân cho biết không có cá sấu trong khu vực này, nhưng có chó dingo. Chúng sẽ bắt vịt về đêm, Nam rất lo cho đàn vịt. Nam mua xăng và lương thực, qua lại chiếc tàu lượn, ngủ dưới cánh đồng ma quái, không còn cách nào hơn. Làm lụi đi trong lúc chạm vạng, gặp nhiều đốm lửa xanh lè, nháy qua lại, như ánh lửa đèn hàng gió đá, chân Nam rung đi không vững. Hắn lôi lưng khô ra ăn, bầy vịt trời an toàn lội về gần bờ hồ. Đến khuya, một trận gió kinh hoàng thổi đến, bầy vịt trời nhốn nháo. Nam thức giấc, hắn than thầm, mẹ còn chặn đường nữa sao, trông gai quá. Khu vực này, những cơn gió bất thường không khéo mình bỏ cuộc giữa đường. Ráng bay đến Fitzroy Island chắc không xong. 3 giờ sáng gió dịu dần, Nam ngủ quên. Cho đến 6 giờ mới dậy, mặt trời đỏ ối từ hướng đông. Lấy tọa độ hướng Tây Bắc, nổ máy bóp còi cho đàn vịt chúng cất cánh bay trước về Tây Bắc.
Như vậy đêm đến, đằng vật trời đã biết. Nam cất cánh bay theo đến không phận Fitzroy Island, thì cảnh sát tuần tra bay lên tra dấu đáp xuống một con sông nhỏ bên dưới, đã có cano cảnh sát chờ. Nam đáp xuống thì đàn vịt trời đáp theo, chúng kêu vang rằng như biết sắp đến, nơi chúng sinh ra còn 100 cây số nữa. Cảnh sát Úc đến hỏi Nam và lục tung hết, rồi kéo chiếc tàu lượn về đồng gần bến sông, bắt Nam lên xe tắt hết máy liên lạc, tịch luôn cái cell phone. Nam phân bua đưa giấy phép bay, nhưng họ nói chờ xác định lại giấy phép mới cho bay tiếp. Phong gió lên máy, người nữ cảnh sát không cho Nam nói chuyện. Cô nàng trả lời là Nam đã bị tạm giữ chờ điều tra. Họ nghi Nam dùng chiếc tàu lượn chuyển hàng, đòi tháo phao và bánh đáp ra kiểm soát. Tàu bay từ Melton Victoria đến đây đâu có nơi nào khó khăn như mấy người. Cảnh sát Townsville lên tiếng xác nhận Nam đã giúp họ trong vụ bắt bọn chuyển hàng. Yêu cầu cảnh sát Fitzroy Island cho Nam tiếp tục bay với đàn vịt trời. Nam được cho tự do. Con nhỏ cảnh sát cười mím chi, hướng dẫn hắn chạy theo con sông về con lạch nhỏ, gần nơi anh Sáu Cua ở năm xưa. Ông có thể gặp tôi ở Cannes. Nói xong, nàng đưa trả lại điện thoại cho Nam với tấm cạc, tên nàng và số phone nơi nàng làm việc nếu cần liên lạc. Hiền già bỏ Ali Spring, bỏ người tình Úc đen về túp lều năm xưa của anh Sáu Cua, tu theo phái đầu đà chuyên hút cần. Hắn vui mừng đón Nam xuất hiện. Bất chợt trên trời rơi xuống như thiên lôi. Mẹ mày về Melbourne kể từ hôm làm cuộc diễn du từ năm 1989 tới giờ mấy chục năm. Mày như từ thức về trần. Thôi, ở với tao vài tuần. Tao đang thủ cái am của anh Sáu Cua để lại. Anh bây giờ trong viện dưỡng lão ở Queensland. Thằng cu con ảnh đã có vợ con, không sống nổi với con dâu. Nên xin vào viện dưỡng lão nếu có dịp mày ghé thăm ảnh lần cuối đi. Ok, tao sẽ ghé thăm ảnh và anh Phát. Nam và Hiền già vào căn nhà gỗ, mái lợp tôn đàng hoàng. Phía sau con lạch nước, lúc này đang lớn, Hiền già, một gã thợ máy dầu cặn chuyên sửa những chiếc xe chở quặng mỏ khổng lồ, giờ trở về góc sông vắng, sống với người đàn bà Việt quá chồng. Cả hai nương tựa nhau lúc tuổi xế chiều, bắt cua bỏ mối xuống tận Melbourne, sống được với trợ cấp xã hội. Thỉnh thoảng Bình, Lậu Bình Sơn lý thuyết gia Karl Marx Lenin, dẫn cô vợ từ các farm trong đất liền ra thăm. Người tị nạn trong thập niên 80 vẫn sống lưu lạc trên mảnh đất này, như Papillon, người tù khổ sai, bây giờ đã trên sáu bó. Mày có gặp Monica không? Nam hỏi, hắn chợt nhớ đến người đàn bà tình một đêm nơi Alice Springs. Hắn hút nàng trên chiếc xe Toyota Runner màu rượu chát. Con nhỏ đó nó không có thích tao vì tao đen thui giống hải tặc. Nó sợ khi gặp tao. Sau này bớt sợ nhưng không mặn mà lắm. Nó không cho tao rời đến cái mông nó. Nó ly dị thằng chồng Úc về Sydney mở một nhà hàng tại Bankstown. Tôi bỏ qua chuyện đó, bầy dịch của tao cần đồ ăn. Cha đầy con lạch này, mày khỏi lo. Tao cần đồ ăn có trọng thuốc kháng sinh, mày mà, mua giùm tao. Để tao phone họ đem tới, ok. Sau khi lo cho đàn vịt thuốc men, Nam và Hiền già cùng người đàn bà của hắn tên thôn dân Nha Trang vào bờ lên phố, một con phố nhỏ thơ mộng, địa điểm du lịch nhộn nhịp về đêm, những resort đầy khách. Nam và Hiền già cùng vợ, ba người Á Châu duy nhất đi lang thang về đêm. Cũng có những người Tàu tại đây, nhưng họ bận bịu với nhà hàng, đâu có rảnh. Hiền già chợt lên tiếng, mày dạy Coranda, nhớ ghé thăm thác Baronford rất thơ mộng. Cuối dòng thác là con sông nơi thằng Phong lụm na trứng vịt trời, quê hương đàn vịt mà mày hạt bay từ Melbourne về đây. Ba đứa ngồi nơi một cái quán vắng, thả hồn về dĩ vãng. Cách đây gần 30 năm, rất dài, Nam đã đến đây, những mái đầu xanh, giờ bạc trắng. Lập một bon mày. Hiền già, môi gói cần, nhét vào ống tẩu nhỏ bằng thủy tinh. Lúc nào hắn cũng mang theo bên lưng, cùng với cái cell phone Nokia, rất lỗi thời, còn nút bấm. Nam rít một hơi, mùi cần, khói khét, nhưng lập tinh thần Nam sảng khoái, lân lân rồi khi phê hắn nhớ đến Linh và Phúc, và những thổi hồng phiến, khi tụi nó nhảy tón với tụi Mỹ, đem về lúc đó, Nam rất kỹ không đụng tới, nên không biết loại hồng phiến đó, nó mạnh như thế nào. Thôn, người đàn bà cũng chơi một bon, đám ốc đen cà rà đến, Hiền già đưa cho bọn nhóc một nhóm lá rồi cả ba đứng lên, đi về phía con dốc. Cả ba gật gù về, lội sông ra căn chòi.
Nam ở lại với Hèn Già, đêm đêm nhìn người đàn bà, nửa chừng xuân như con gà quá độ tắm trần trùng dưới con lập, như một cái bóng con ma da trên dòng sông Cà Ti năm nào. Sáu bó, những trọng rực hết bốc cháy, nhưng người đàn bà chỉ mới 40, lứa tuổi như ngọn thang hồng bùng lên như một ngọn núi lửa. Mày còn ngon Nam, hãy làm người đàn bà này sướng đi, của trời cho, tao chẳng ràng buộc gì sất. Bạn gái mày mà, đâu có làm vậy được. Mẹ, tao sống theo chủ thuyết hiện sinh giống như lão Thích Nguyên Tánh. Lão chơi chị Xuân cho đã rồi biến mất. Lão thuyết pháp rất hay, nhưng lão là một tên thầy tu giả, sống trên mây. Tao lây căn bệnh này từ lão nên mày cứ vô tư. Người đàn bà dưới con lập đi lên như một tòa thiên nhiên. Dưới ánh trăng sáng treo lơ lửng dưới vầng mây bạc. Nam đứng lên cởi đầu nhào xuống dòng nước. Người đàn bà im lặng. Nàng bơi về dôi đất cát duy nhất của con lập. Nằm ngửa mình dưới ánh trăng chờ đợi. Hiền già trích một hơi cần, nhìn hai thân người quấn vào nhau như cặp trắng, mùng một, ánh trăng như sáng hơn mọi khi. Anh già nhưng còn tuyệt vời, có uống thuốc Viagra không vậy? Không em ơi, ăn tôm cá tươi nó thức dậy hơi muộn. Cho em hưởng sái vui là chính, mai anh đi tiếp đoạn đường còn lại. Tiếng máy của chiếc tàu lượn lại nổ, Nam chia tay Hiền già. Tao đi nghe Hiền. Ôm chặt đôi vai Hiền già, Nam nói, đây chắc là lần cuối mình gặp nhau. Hiền già trôm trốn nước mắt, chắc tao bám nơi đây đến cuối cuộc đời, bỏ thân nơi xó rạch này. Thông cũng sẽ đi, nàng đâu muốn cùng đi với tao hết đoạn đường còn lại. Mày về Queensland sống ra đi, có bạn bè nơi đó. Nam an ủi ông bạn già. Bầy vịt bay lên, Nam tăng tốc cất cánh, đảo một vòng trên túp lều vẫy tay. Bóng Hiền già nhỏ dần rồi mất hút. Roger, Roger, phong lên máy gọi. Tao đang bay về hướng Coranda. Tao đang bay về hướng Coranda, mày đến đó khoảng 4 giờ chiều. Ok, đạp sau căn nhà gần bờ sông Baron, có chiếc cano màu xám đậm. Mày đừng bay về Con xa hơn 27 cây số, cứ đáp xuống nhánh sông nhỏ rồi chạy tà tà về bến. 100 cây số là điểm của Destination, nơi dòng sông quê hương của đàn vịt. Nam chợt nghĩ đến thân phận ly hôn của chính mình, biết bao giờ về lại dòng sông của ấu thơ. Cuốn rốn chôn nơi đó, chợt một cơn gió mạnh thổi đôi cánh lợn bay thật cao. Đàn vịt trời chao đảo, mưa rơi mạnh, còn 50 cây số đường chim bay, kiểu này chắc đến Baron tối mịt luôn. Nam cho tàu lượn xuống thấp, tống ga bay qua đám mây dày đặc, hơi nước, đục một lỗ bay trên tầng mây thấp, đàn vịt bay theo phía sau. Thoát khỏi cơn mưa gió, đánh khúc xong thì mặt trời xuống, ánh nắng yếu ớt vàng vọt. Mới 3:30, Nam nhờ cơn gió đến sớm hơn nửa tiếng, may mắn không kẹt lại đêm trên vùng đất thổ dân. Nam lên máy, tàu gần đến một nhánh của sông Baron, mày chạy cano ra đón. Ok, nghe mày 5/5. Đàn vịt trời lượn một vòng trên khúc sông rồi bay mất. Nam thấy Phong cùng vợ mình và vợ Phong trên cano sắp đến gần. Nam tắt máy. Phong dừng cano, trồng dây kéo. Nam như muốn tê liệt đôi chân, nhảy sang cano hụt chân gần trước xuống sông. Nửa tháng bay một đoạn đường, 4.000 cây số lập kỷ lục trên đôi cánh tàu lượn. Cả nhà lên bờ, mặt trời đỏ ửng phía Tây. Đàn vịt trời xuất hiện trên nền trời ửng đỏ, chúng bay về Nam mừng rỡ. Con AK bay đáp trên khoảng sân rộng, cả bầy đáp theo, chúng ríu rít chạy đến chân mọi người. Bầy cháu của Phong nhào ra, mỗi đứa ôm một con. Bầy chim về miền đất hứa. Dưới con sông Baron, chiếc tàu lượn dường như kiệt sức trôi nổi bành bồng trên những gợn sóng lăn tăn. Đêm đến, bạn bè cùng nhau đốt lửa, tiếng hát vang lên nhớ thuở xưa. Lửa hồng tỏa hào quang, đây hồng lửa thiên vì sông núi, đây hồng lửa thiên vì nhân loại. Đêm tàn, lửa tắt, Nam nói với Phong. Tao đã làm xong nguyện vọng đem bầy vịt về nơi chúng sinh ra. Còn mày, chăm sóc chúng khi tao về lại Melbourne. Chiếc tàu lượn làm xong nhiệm vụ, mày kéo lên tu bổ cho bọn trẻ dùng. Con AK không muốn nhập bầy lại, nó cứ quanh quẩn với hai vợ chồng Nam. Sáng hôm sau, một phóng viên tờ báo Daily Mail của Con tìm đến chụp hình phỏng vấn, chiếu tranh truyền hình tin tức mới về chuyến tìm về nơi sinh ra của bầy vịt trời, gây thích thú cho mọi người. Spread Your Wings của Úc, hình ông Nam cười toe trên chiếc tàu lượn và đàn vịt nơi trang đầu. Từ giả bầy vịt lúc chúng nó bay đi ăn và gia đình phong gió, vợ chồng Nam ghé Queensland thăm anh sáu cua,
giờ đã già, ngồi trên xe lăn nơi viện dưỡng lão. Đôi mắt anh Sáu Cua nhìn không rõ lắm, nắm đôi tay của người trung úy thủy quân lục chiến, tiểu đoàn Trâu Đen một thời hét ra lửa nơi trận mạc. Chú mày còn nhớ anh à, mà thăm thật quý hóa, chắc gần 30 năm rồi phải không? Ghe thằng Phát chưa? Dạ, anh chỉ Phát về Sydney thăm bạn bè tụi em không gặp. Mày à, thăm mộ Kim chưa? Nam đưa mắt nhìn vợ rồi nói. Thăm anh xong tụi em nhờ cháu chở ra thăm mộ Kim. Anh nói nè, Sáu Cua nắm tay Nam thật chặt. Khi anh chết em về chào tiễn đưa anh lần cuối. Nam chợt rơi nước mắt ôm lấy người lính thủy đánh bộ. Em hứa sẽ chào anh lần cuối. Ra về, vợ chồng Nam ghé thăm mộ Kim, ngôi mộ được nhà thờ chăm sóc, nên lúc nào cũng sạch sẽ. Nam cúi xuống thắp nén nhang đã xin phép người giữ mộ vì họ không cho thắp nhang. Hai vợ chồng Nam về lại Melbourne, 3 tháng sau khi trời mùa đông Melbourne dứt, xuân về. Nam thức giấc khi nghe tiếng kêu của con vịt trời lẻ loi. Trời ơi, con AK em ơi, nó bay về một mình. Vợ Nam tung chân chạy ra, thì đàn vịt trời xuất hiện không thiếu một con. Đến mùa thu, chúng nó lại bay về sông Baron, rồi không trở lại. Nam gọi phone cho Phong Gió. Phong Gió nói, chúng nó vẫn còn, con AK bị chết rồi, nó bị cúm. Leader chết, đàn vịt trời không bay xa được nữa. Con M16 bị thương nơi cánh, hết bay được. Nam nghe xong buồn, não ruột. Hàng ngày ra bờ ao, nơi mêu trần ngồi thở dài. Hôm nay tháng 5 rồi, gần nửa năm, đàn vịt trời không trở lại. Hắn đưa mắt nhìn vào khoảng không gian dịu vợi, nói lầm bầm như nhắn nhủ điều gì, như một lời nguyện chân mây. Truyện ngắn đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.